Đó, tiếp tục sau khi mà chúng ta làm xong cái vùng cánh bên trên rồi thì các bạn sẽ tạo ra một cái số cái chân, ví dụ chân con chim trào mào đua chéo sang đây đúng không, móng chân nhá, móng chân rất là khó thì chúng ta đi có thể đi một vài cái gấp khúc giống như đốt ngón tay, chúng ta bấu vào như này đấy, cua thế này à, nó sẽ ra cái ngón chân của nó đấy, thường nó sẽ là ba cái móng đằng đằng phía trước cho thầy, kéo đây và một số cái móng ở phía gần đây nữa nha, đang đu bám vào cành cây. Chúng ta có thể vẽ cho nó thêm một cành cây khúc hiệu vào đây đấy, cho nó sinh động nha. Kéo hơn đây, thế là ra phần thân và phần lông của nó nha. Ok chưa? Đây là một cái cách chúng ta làm con chim trào mào nó dễ nhất, đơn giản nhất. Thì chúng ta sẽ cùng ký họa thêm một con nữa phía góc bên này chẳng hạn, được không? Thêm một con, hai con, ví dụ như là đây. Chúng ta có thể vẽ thêm một cái con chim nó đang xa từ bên này sang nhé. Ví dụ đây, đây là phần cành của nó này nhé. Bạn có thể vẽ phát lên đây một con, tức là cái hướng của con chim đi hướng nào đã. Kéo đây, form đấy, lông đầu. Đây là phần lưng này nhá. Đây phần lưng. Thì tất cả những phần này gọi là phần lông, đưa vào đây, ôm vào đây, phồng hơn một tí cũng được nhé. Đấy. Xong chúng ta thêm phần lông ở đằng này nữa, cài hai ba lớp cũng được. Đấy. Lưu ý là gì, so le nhau nhé, so le nhau, và nó càng giật về đằng trước thì các bạn thấy nó sẽ càng nhỏ nhỏ xinh xinh dần đúng không? Kéo đây, được chưa? Xong tiếp tục chúng ta vẽ cái lông đuôi xoay ra, xoay hẳn ở đây cũng được nhé. Được chưa? Rồi, xong bắt đầu vẽ vài cái lông nhỏ ở đây. Và lúc này chúng ta lên một cái đầu nhé. Lên một cái đầu thì chúng ta có thể vẽ thêm một cái đỉnh đầu đây này. Đấy. Xong rồi lại một cái mũ trào màu đây nè. Hơi cong cong cũng được các bạn nhé. Hơi cong cong cũng được. Xong bắt đầu thêm cái xuống đây nè. Cái mỏ bạn sang đây. Đấy. Ăn sang đây. Và ăn sang đây. Xong đó là phần má ăn vào đây, phân ra một cái vùng đỏ và một cái vùng trắng, vùng mắt thì nằm ở vị trí này, lông về sau sẽ ra đây, và phần mặt đấy. Chào mào. Đây là khi chúng ta ký họa bằng chì chúng ta sẽ làm như thế này, còn về sau chúng ta sẽ đổ mực vào, đổ màu vào. À, khu dưới này sẽ là màu đậm, màu đen này, khu dưới này sẽ là màu trắng này, của phần má này. Đấy. Mỏ ta chỉnh lại cho nó thon gọn nhỏ xinh một tí nữa nhé. Cách chúng ta ký họa rất là nhanh khi mà chúng ta làm một con chim. Ok chưa ạ? Đây là cách chúng ta vẽ hai con chim trào mào thật là nhanh. Bài sau thì Tiêu sẽ hướng dẫn các bạn tô màu nhé, hướng dẫn tô màu thật là chi tiết để các bạn có thể nắm được cái cách làm, về sau có thể áp dụng cái con chim trào mào này ấy, vào cả trần mây và cả phong cảnh đúng không nhỉ, chủ yếu là trần mây, mây cây chim nhá. Đấy, về sau thì chúng ta sẽ vào màu, và ngay từ lúc dựng hình thì các bạn sẽ cố gắng phân ra cho Tiêu đó chính là đây là vùng gì nhỉ, vùng trắng à, đây là ranh giới của vùng trắng và má, đây sẽ ranh giới của vùng đỏ, đây là vùng đậm ở vùng mắt, vùng đầu đấy đúng không nhỉ? Đây phần mào sừng này, xong bắt đầu ra đây chúng ta phát sơ bộ ra. Nói chung là về khâu hình họa thì các bạn vẽ càng chi tiết càng tốt, đấy, tránh về sau chúng ta phải mất công tìm lại hình. Đấy, và sau khi phát sơ bộ qua, đầu tiên thì các bạn đừng nhìn video và mình làm mãi không được nhé. Chúng ta chắc chắn là thầy giáo vẽ quen rồi, thì chúng ta làm một lần chưa thể được ngay giống như thầy giáo thì cũng không đáng lo, không đáng quan tâm lắm. Thì chúng ta sẽ cứ vẽ một hai lần nữa đi. Đấy, vẽ một hai lần cho nó quen tay, nhuần tay ra rồi chúng ta sẽ vẽ được nét nào ra nét đấy nhá. Ví dụ vẽ cùng cái dáng này chúng ta vẽ 5 7 dáng khác nhau đi. Đấy thì chắc chắn là cái lên tay chúng ta sẽ làm được ngay thôi nhá. Nên là chúng ta yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thực hành làm màu nhá.